Rồi, xin chào các bạn nhé. Trước hết là cảm ơn các bạn đã xem video này của chúng tôi. Thì hôm nay xin giới thiệu với các bạn về cái tầm gửi cây nghiến. Đây các bạn nhé. Đây. Đây là cái tầm gửi nghiến này các bạn này. Đây là cái tầm gửi nghiến tôi vừa lấy về nhé. Thì bà con dân bản ở trên rừng đi lấy về và gửi cho chúng tôi. Đây các bạn này. Cái tầm gửi nghiến thì các bạn chỉ cần chú ý là nó, bạn nhìn phía trong nó rất là hồng và nó đặc điểm nó mềm nhé. Đấy, mềm như cảm tưởng là mình có thể bấm ngón tay vào mà nó lõm đây này các bạn này. Đấy, để nhét cho các bạn xem này, các bạn thấy không? Đấy, bạn có thể bấm vào được và lấy dao thái ra thì nó mềm, cái lượng nước trong này rất là nhiều. Rồi, hơn nữa là để phân biệt cái phía không, nếu mà chưa cắt ra thì các bạn sẽ thấy nó như đầu nó như này thôi, nhưng mà cắt ra rồi tôi thấy nó trong nó hồng rồi. Và cái vỏ ngoài này các bạn để ý này, cái tầm gửi nghiến ấy thì nếu mà nó đỏ thì cạo ra một chút là nó đỏ. Đấy. Còn lại nếu mà cái tầm gửi nghiến mà trắng thì cạo ra là một chút này nó trắng. Thì theo quan niệm thì nhiều người đánh giá là cái tầm gửi nghiến đỏ này dùng thì tốt hơn. Tác dụng chính của cái tầm gửi nghiến thì nó có tác dụng tốt về thận, tức là tác dụng tốt về cái việc chữa đau lưng, xương khớp, thoái hóa xương khớp, rồi có tác dụng hạ huyết áp. Các bạn có thể pha chế bằng cách là thái nát từng miếng một ra phơi khô, sắc nước uống dần. Hai là ngâm mật ong, ba là ngâm rượu. Ba cái cách như thế thì các bạn có thể dùng được. Về mùa này nắng thì các bạn nên mua một ít về, xong đó là ta thái ra phơi khô cất đi để ta dùng dần. Hoặc các bạn có thể lấy vào trực tiếp rồi cái tầm gửi nghiến phơi khô từ chỗ chúng tôi. Thì các bạn hãy liên hệ với chúng tôi qua cái số điện thoại là 0932 340 345 đang hiện trên góc trên phía trên màn hình của các bạn ấy. Thì giới thiệu sơ bộ về cái tầm gửi cây nghiến như vậy. Và bạn nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với chúng tôi, mà bạn nào có muốn có nhu cầu tìm hiểu kỹ hơn thì hãy đọc về cái đường link tôi để phía dưới video này. Các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi để luôn luôn cập nhật được những cái video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nhé.